chúng ta bài toán tổng quát 1, một là mát. Làm bài toán tổng quát 1. Đây lớp bài toán mà mạch chỉ có R bên thiên. Ứng với R bên thiên đó thì ta sẽ khảo sát các đại lượng I, U rồi UL, UC tương như nào. Và lớp bài toán thứ hai là R bên thiên nhưng ở hai thời điểm, tức là hai cái giá trị R1 và R2 ấy, thì công suất hay là của mạch không độ hay là độ lệch pha giữa U và I trong những trường hợp đó vô vàn. Ta sẽ có các tính chất đấy ở lớp bài toán thứ hai. Và đơn tổng quát 1 này. Cái mạch điện như hình vẽ này. R, R, C. Đấy. Cho mạch điện RC có R biến thiên, phải gọi là R biến thiên thì kéo mũi tên đi lên nhé, và cuộn dây là thuần cảm, hay cuộn dây cảm thuần đi, cuộn dây là cảm thuần, cuộn dây có điện trở thuần, thầy xét ở trường hợp sau. Bây giờ yêu cầu là bài toán này ra là tìm R để này. Để một loạt các yêu cầu nhé, phải gọi là A nhỏ, A nhỏ là I max, B nhỏ là công suất B max, C nhỏ là U, UL, UC max, D nhỏ là công suất B bằng một giá trị B0 cho trước, B bằng B0 cho trước, E nhỏ là URL, URC, có thể là max min, max hoặc min nhé, tùy. Lát nữa ta sẽ khảo sát, nếu có max thì ta kết luận là sẽ thu được giá trị max, còn nếu không thì là sẽ thu được giá trị min. Tuy nhiên R bên kia thì luôn có. Đây là một vài cái yêu cầu điển hình của các bài toán này. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết này. Thì nguyên tắc làm của các bài toán về cực trị, tức là giống như là phần giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong hàm số mà các em xét ấy, thì các em coi như R là một đại lượng x gì, và cái hàm mà ta cần khảo sát ở đây, tức là I max, P max hay là UL, UC max này, thì coi như là hàm I tương ứng, đó, I bằng Fx, và khi đó ta đánh giá cái R để xem là cái I của ta là max hay min như thế nào đó. Thì đều có công thức hết. Vì I này cho này bằng U trên Z, P này thì mạch có R trên, các em sẽ khảo sát theo U bình nhân R, UL, UC thì bằng I nhân ZL nhân C tương, còn P này bằng I bình nhân R, các em thay vào tính toán cả quy trình URR, URC thì cũng bằng I nhân Z tương ứng của nó. Nào, ta đi giải quyết câu A nhé.